Bạn và tôi không giống nhau. Con đường tôi bước đi thì tôi mới hiểu được. Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này, con đường mà mình đã chọn, đoàn phía trước nhiều chông gai, nhưng vẫn quyết tâm bước tiếp con đường mà mình đam mê. Dẫu chẳng dễ dàng, mình phải cố gắng vượt qua.